Nhà nghiên cứu về biển Đông, Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, vừa bị Thành ủy Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng hôm 7 tháng 3. Theo AFP, ông Trần Đức Anh Sơn được nhiều người biết đến vì những công trình nghiên cứu về biển Đông và chủ quyền của Việt Nam ở khu vực này. Trong bối cảnh Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, theo truyền thông trong nước, ông Trần Đức Anh Sơn bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng do đã đăng trên Facebook nhiều bài viết mà chính quyền cáo buộc là sai sự thật, không đúng với quan điểm của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, nội dung của những bài viết này đã không được cho biết là sai trái như thế nào. Trong tuyên bố, Thành ủy Đà Nẵng cáo buộc những vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là rất nghiêm trọng, tạo ra dư luận tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông cũng bị buộc tội làm tổn hại đến uy tín của đảng và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, nơi ông làm việc từ năm 2009 đến nay. Ông Trần Đức Anh Sơn đã từng chỉ trích chính phủ Việt Nam không đứng lên công khai chống Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp kéo dài về chủ quyền trên biển. Ông Sơn đã phê phán điều mà ông gọi là cách tiếp cận mềm yếu của Việt Nam về vấn đề Biển Đông đối với Trung Quốc. Ông Sơn đã không có bình luận nào mà chỉ trích lời nhà sư thích nhất hạnh đây là một khoảnh khắc hạnh phúc